Lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân quận Thuốc Nốt cũng vừa khảo sát địa điểm xây dựng Cổng Di sản văn hóa Phi vật thể quốc gia làng nghề bánh tráng thuận hưng của quận Thuốc Nốt. Đoàn khảo sát ba vị trí đầu tuyến đường Mai Văn Bộ kết nối quốc lộ 91, chợ Thuận Hưng và khu vực làng nghề bánh tráng Thuận Hưng gần cầu An Phú Lợi thuộc khu dân cư Tân Phú. Đến thăm hỏi bà con nghệ nhân làng nghề bánh tráng Thuận Hưng với gần 100 hộ tráng bánh, tập trung chủ yếu khu vực Tân Lợi 3, Tân Phú và Tân Thạnh. Nhờ vào sự phát triển, cả về số lượng lẫn chất lượng, tới nay làng nghề tiếp tục được duy trì và tiêu thụ ở nhiều dùng, sản phẩm trải khắp các tỉnh thành cả nước, còn theo xe sang tận Campuchia. Không chỉ phát triển về kinh tế mà làng nghề bánh tráng thuận hưng còn trở thành điểm du lịch ấn tượng với du khách từ khắp mọi nơi. Nhất là những du khách thích khám phá tìm hiểu về những làng nghề truyền thống, ẩm thực, văn hóa của vùng đất Tây Đô.